không cần biết rõ nguyên lý hoạt động để giải thích được cái sự khác nhau giữa các chỉ số. Thiết bị bị nghẹt thì nó giống với cả hết thuốc thử, nước thải, đường ống áp suất thì đó là sai về kỹ thuật, thì khi đó thì chúng ta sẽ sang nhờ kỹ sư sang xử lý. Rồi, phương pháp xử lý thì chúng ta sẽ có một số các phương pháp, ví dụ như là đối với truyền máu huyết học thì do cái mẫu nó bất thường khá nhiều nên có thể sử dụng là so sánh độ tương đồng. Nếu mà kết quả tương đồng thì và phù hợp với chẩn đoán lâm sàng thì sẽ trả kết quả. Rồi, phương pháp thứ hai là thực hiện tiêu bản huyết máu ngoại vi. Thứ ba là kiểm tra thiết bị và có thể là kiểm tra mẫu phân tích, tại vì có một số trường hợp là mẫu tự kết. Rồi một cái nguyên nhân khác nữa là do bệnh lý, thì những cái bệnh lý này tùy thuộc vào bệnh lý ở từng địa phương nhất định, ở từng bệnh viện nhất định, thì bệnh lý đa khoa hoặc là bệnh lý huyết học. Thì bệnh lý huyết học thì có một số cái lưu ý, ví dụ như tha láp thì là có khả năng là hồng cầu nhỏ, nhược sắt có khả năng có hồng cầu vô nhân, xuất huyết giảm tiểu cầu thì là giảm tiểu cầu nhưng hồng cầu có khả năng là không thay đổi, bạch cầu thì bình thường hoặc tăng nhẹ, có khả năng là dễ nhiễm trùng. Suy tủy là giảm ba dòng tế bào máu, và đặc biệt đối với suy tủy là phải giảm natri. Còn bạch cầu cấp là tăng bạch cầu, và theo nguyên lý hoạt động thì nó sẽ là tăng vào dòng mono hoặc dòng lympho. Bạch cầu mạng thì nãy giờ chúng ta đã phân tích. Còn đa u tủy thì nó sẽ là xuất hiện tế bào blood vessel. Lymphoma là bệnh lý ác tính về dòng lympho thì có khả năng là tăng lympho. Đa hồng cầu và tăng tiểu cầu thì nó sẽ có dấu hiệu là nó sẽ đi chung, đa hồng cầu có thể là tăng tiểu cầu nhẹ, còn tăng tiểu cầu thì chúng ta phải theo dõi, nó có khả năng là dẫn đến tình trạng là chuyển sang bệnh cầu cấp. Sơ tủy và loãng xương tủy thì hai cái này thì nó sẽ có một cái tỷ lệ tế bào non nhỏ, thì đó là những cái vấn đề về bệnh lý huyết học mà chúng ta thường gặp và chúng ta cần phải giải quyết. Rồi các anh chị có thắc mắc gì nữa không ạ? Thì sang bữa hôm sau thì chúng ta sẽ nhận biết một số tế bào bất thường ở trên tiêu bản huyết máu ngoại vi, thì cái tiêu bản đó thì sẽ lấy ở bên truyền máu huyết học về. Rồi các anh chị nếu mà không có thắc mắc thì có thể nghỉ ạ. Dạ. Chắc hai cái hộp không? Có mà.